Đó, bạn thấy vốn nó tăng không? Mình sẽ chỉ các bạn kiếm 20 củ mỗi tháng nha. Phương pháp này nó cũng đơn giản thôi, các bạn vào một trò chơi nè, sau đó mình sẽ vào trò chơi này nha. Tuy cái phương pháp này đơn giản nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả nha các bạn hãy xem nha. Và lịch sử nè. Rồi mình sẽ dùng cái phương pháp loại trừ thôi. Mình loại cái con vừa ra, mình loại hai cặp trùng để mình xem trên đây có cặp trùng nào không nha. Có cặp số 2 nè. Từ trên xuống dưới nó chỉ có cặp số 2 thôi. À, nó không có cặp khác thì bây giờ mình sẽ chờ qua cái phiên khác. Đó. Các bạn lưu ý là khi mà nào có đủ dấu hiệu thì mình mới đi nha, còn không đủ dấu hiệu thì mình sẽ chờ một tí nó ra cái phiên khác mình đi. Ok, nó có luôn nè, có con 3 nè. Rồi cặp số 4 nè và cặp số 2 nè, các bạn thấy không? Vậy mình sẽ loại là 2 3 và 4 nha, mình đi một lệnh là 5 nè. Rồi 2 3 4 không đi nha. Loại là mình không đi thôi, mình đi những con còn lại thôi. Và trường hợp này nếu mà các bạn win đó, các bạn sẽ kiếm được là 14 đô thì nó đó khoảng tầm 342k. Các bạn nhân với tỷ giá 24 nha. Thì một ngày các bạn kiếm 2 lệnh thôi, đừng kiếm nhiều, kiếm 2 lệnh là đủ target à, khoảng 28 đô. Các bạn nhân với 1 tháng 30 ngày nhân với tỷ giá 24 thì nó ra khoảng hơn 20 á, thì mình tính chẳng như 20 đi ha. Đó, một cái bài toán đơn giản và cái phương pháp này nó cũng đơn giản thôi các bạn. Nó dễ cho nên là ai cũng có thể thực hiện được, và mình đi là mình đi theo cái 1% vốn nha. À, các bạn chờ kết quả nó ra nha các bạn. Ok, nó ra con 3 đúng không? Thì bây giờ mình có thủ thêm một cái lệnh là 15 nữa nè. Đó, con 3 này mình lót nè, hồi nãy là 2 3 4 mình đi nè, mình lót nè. Đó thì mình sẽ đi một lệnh là 15, mình kéo lại. Rồi. Với cái lệnh 15 này á, thì mình sẽ đi những cái con cũ lúc nãy nha. Đó, mình vẫn loại ba con này, mình đi con cũ ha. Rồi, thì với cái lệnh 15 này á, khi mà bạn win á là bạn kéo được cái vốn lúc nãy về. À, khi kéo vốn về thì mình vẫn tiếp tục mình đi lại cái lệnh 5U thôi ha. Lệnh 5U á, thì mình sẽ xem lịch sử mình đi. Còn với cái lệnh 15 này á, thì mình sẽ đi cái lệnh cũ lúc nãy, mình ít 3 cái vốn lên thôi, tức là 3% vốn đó. Cho nên ở đây á, mình mới hướng dẫn các bạn là đi theo 1% vốn đó. Mình có thủ thêm một cái lệnh phía sau nữa đó. Nếu trường hợp mà lệnh đầu mà có lót á, thì lệnh thứ hai nó sẽ kéo lại đó, giúp cho các bạn là có tỷ lệ win nó cao hơn. Rồi các bạn chờ kết quả nha. Nó ra con 6 nè. Đó, thấy con 6 là mình win rồi nè. Đó. Thì bây giờ mình lại tiếp tục mình đi lại cái lệnh 5 đô. Đó. Thì bây giờ nếu mà đi 5 đô thì mình sẽ xét lại mình đi nha. Đó. Mình loại con 6 nè. Mình loại con 3. Và mình loại con 4 nè. Đó. Ok ha. 6, 3, 7, 4 mình đi lại một cái lệnh 5 nè. Loại thì mình không đi nha. Rồi, mình tiếp tục, mình vào, mình đi. Đó, thì với cái lệnh 15 lúc nãy là nó gỡ cái vốn và nó kiếm thêm một ít thôi. Chủ yếu là mình kiếm cái lệnh đầu tiên nha, lệnh đầu tiên là kiếm nhiều. Còn cái lệnh thứ hai là chủ yếu là nó gỡ vốn thôi, nó gỡ cái vốn của bạn về thôi. Ở đây thì có thêm một cái chương trình là tặng thưởng mỗi ngày ha, các bạn xem cái quy trình cũng như là cái phần thưởng ở đây nha. Bên mình sẽ hỗ trợ tặng thưởng cho bạn mỗi ngày. Ok, các bạn chờ kết quả nó ra nha. Ok, nó ra con 5 nè. Đó, bạn thấy vốn nó tăng không? Vậy thì mình đã có một lệnh win. Cái lệnh 15 là mình không tính nè, mình lệnh 15 nó chỉ kéo là cái vốn lúc nãy thôi. Mình vào lịch sử mình xem nè. Đó, cái lệnh lúc nãy là trừ 35 nè. Còn cái lệnh 15 là kéo lại 41 thì trừ ra lời khoảng 6 đô thôi. Chủ yếu là mình kiếm cái lệnh là 13 đô 7 nè. Ok, mình đi tiếp thêm một lệnh 5 đô nữa nha, để mình kiếm lời. Mình vẫn tiếp tục mình vào, mình loại con 5 nè. Mình loại con 3 nè. Ở đây thì nó chưa có cặp thứ hai. Nó chỉ có một cặp thôi, cặp số 3 nè. Từ hai con đổ lên là mình tính một cặp nha. Rồi, 5 nè, 3 nè. À, mình chờ thêm một xíu coi là nó có cái cặp nào nữa không nha. Cặp số 4 này thì nó quá, ở đây mình chỉ tính là 10 con gần nhất thôi nha các bạn, tính 10 con gần nhất thôi. Rồi, nó ra con 4 nữa nè. Thì mình sẽ chờ thêm một cái phiên nữa. À, phiên nữa nếu trường hợp nó ra khác con 4 thì mình sẽ loại con đầu tiên, mình loại cặp số 4 và mình loại cặp số 3 mình đi thôi. Ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ phổ biến về cái chương trình là tặng thưởng mỗi ngày nha. Mỗi ngày khi mà các bạn nạp vào á, thì bên mình sẽ tặng thưởng thêm nha. Nạp 10 đô tặng 1 đô. Nạp 200 thì tặng 10, nạp 1k tặng 48 với điều kiện là đăng ký tài khoản qua link giới thiệu của mình. Link thì mình để phần mô tả cũng như là phần comment đều có nha. Và khi nạp xong á, thì bạn sẽ liên hệ với bạn này qua địa chỉ Telegram. Bạn này sẽ hỗ trợ tặng thưởng thêm cho các bạn nha. Thì ngày nào các bạn nạp thì các bạn
và liên hệ thì bạn đó sẽ tặng thưởng thêm, tùy vào cái số vốn bằng nào bao nhiêu nha. Còn ở đây á, mình thị phạm với cái vốn 500 thôi. Nếu như cái vốn của bạn nhiều hơn á, thì bạn sẽ đi nhiều hơn, hoặc là ít hơn thì sẽ đi ít hơn. Mình sẽ đi theo cái cách là 1% vốn thôi nha. Tại vì mình thủ đây nè, 1% và 3% cộng lại là 4% rồi nha. Đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái lệnh 5 đô để mình kiếm lời nè. Tại vì lúc nãy á, mình chỉ win được cái lệnh đầu tiên thôi. Cái lệnh này mình không tính ha, nó lợi ít thôi. Ok, mình loại con 0 nè, mình loại con 4 nè các bạn, và loại con 3 nè. Đó, nó rõ ràng ha. Rồi, mình đi lệnh 5 nè. 0, 4 và 3 đúng không? Mình đi những con còn lại thôi. Đó. Trường hợp này, nếu mà trường hợp nó có lót thì mình vẫn còn một lệnh 15 để mình thủ ha. Cho nên là rồi, các bạn cứ đi thôi. Và các bạn lưu ý giùm mình nha. Làm gì làm á, thì mỗi một ngày mình kiếm 2 lệnh thôi. Thứ nhất là mình duy trì được cái tỷ lệ thắng. Cái thứ hai nữa là mình hạn chế cái rủi ro. Tại vì làm gì cũng vậy ha, nó sẽ có một cái rủi ro nhất định. Nhưng mà mình đi ít á, thì mình sẽ hạn chế được cái rủi ro. Và nếu như trường hợp các bạn chưa có tài khoản thì đăng ký một tài khoản mới qua link giới thiệu của mình ha. Link mình để phần mô tả cũng như là phần comment đều có. Ok, bây giờ các bạn sẽ chờ kết quả nó ra nha. Nó ra con 8 là mình win rồi nè. Đó, bạn thấy không? Thì nãy giờ là mình kiếm được là dư cái target luôn nè. Đó, 13, 13 là 27 nè. 27 cộng thêm 6 nữa là nó ra ba mấy đô đó. Dư cái target này luôn ha. Đó. Rồi các bạn chỉ cần áp dụng thôi. Nói chung là cái phương pháp này nó đơn giản ha. Đơn giản cho nên là ai cũng có thể làm được. Và chúc cho bạn thành công và kiếm được thật là nhiều tiền trên sàn Coinbit nhé.